Đen hồng. Why baby? Một cái mông à baby? Châu Giang nè. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Trinh nè. Và ngày hôm nay không biết vì sao nhá, mà lúc mà ngủ dậy mình cảm giác được là mình rất là nhiều năng lượng luôn. Cho nên là mình đã quyết định là bật dậy làm ngay một video clip. Mà ngày hôm nay mình sẽ sử dụng toàn đồ màu hồng đen thôi. Mình đang nghĩ là mình sẽ dùng tất cả ngày hôm nay ăn này, uống này, chơi này, làm việc này cũng là phải là màu hồng đen cơ. Cho nên là mình đã thực hiện cái video này ngay bật dậy cho trang điểm gì hết và quay cái này. Hãy bắt đầu một ngày thật là nhiều năng lượng với mình nhé. Hồng đen trong khu vực bạn đó. Ok, và bây giờ là mình đang lựa hết đồ trang điểm của mình. Có màu hồng á, cái này cũng có màu hồng. Có màu hồng và màu đen ra. Đâu à? Cushion màu hồng này, phấn phủ màu đen này. Cái trong nắng, chịu. Thôi, cả hai loại cushion này đều đã có SPF cao rồi. Cho nên mình nghĩ là sẽ không được bỏ qua. Cái nước mắt, cái má hồng bạn treo như đây. Eyeliner, một cái nhũ mắt. Cái nhũ mắt này xinh lắm mọi người. To, phấn phủ này kia. Mình nghĩ là chắc là đủ cho cái layer makeup ngày hôm nay. Toàn đồ màu hồng đen. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu get ready with Giang để mà đi làm. Trang điểm xong, đây là tông trang điểm màu hồng đất. Không biết các bạn có thấy được không nào? Một cái outfit đấy, thì đã lên cái outfit là áo hồng, hồng trắng, hồng trắng đen. Nên mình cho là áo hồng đi với là quần đen. Xách thêm một cái túi. Đây là thực ra là túi mua đồ của anh Khô vừa đây. Cái kính rất là hợp với outfit. Đấy, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ra đường như thế này. Nhưng mà trước khi ra đường thì làm một chút thơm thơm để ngày mới hôm nay sẽ thật là thơm và năng động. Đây, mình đã mua một cái chai xịt dưỡng thể của Innisfree. Bữa hôm thấy cái chai này cũng xinh ấy, cho nên là một cái này. Cái màu cũng mùi cũng dễ thương. Trời, ra đây rồi, ra đường thôi. Đen hồng. Bình thường ấy thì mình sẽ mua latte đá, nhưng mà hôm nay đúng theo như cái yêu cầu là một ngày hồng đen, cho nên là đã mua một ly trà lụa ở Starbucks. Bây giờ thì sẽ mang cái ly này để đi làm. Đi thôi. Mình đã mua xong cái ly Starbucks này, bây giờ chuẩn bị lên văn phòng. Nhưng mà đây có một cái phỏng vấn nhỏ nhỏ của mấy bạn trẻ ở đây à, sẽ tham gia một chút để xem là mọi người hỏi cái gì nhá. Hello, đây là mấy bạn mấy em học trường gì nhỉ? Việt Úc. Việt Úc hả? Bình thường là mình toàn đi phỏng vấn mọi người thôi, và hôm nay thì mình tỉ mình được phỏng vấn xong bị khớp mọi người ạ. Chào mấy bạn nhá. Dạ.
bình thường toàn là đi phỏng vấn mọi người thôi, tự nhiên hôm nay là được phỏng vấn cho nên là bối rối. Nhưng bây giờ thôi đi làm nhá. Anh hai bảo là tại sao lại chọn cái văn phòng này để quay, tại vì chỗ này rất là xấu. Nhưng mà mình nói là có gì xấu đâu không? Anh hả ha? Chúc mọi người quay phòng Samsung cũng đẹp. Tất nhiên rồi. Bình thường ngoài những cái thời gian mà ngồi bên studio để quay thì tụi mình sẽ ngồi ở đây để canh edit video. Và anh Hà đang edit video của mình nè. Anh Hà đang làm clip gì đấy? Follow Instagram quyết định một ngày của bạn. Đúng rồi, cái clip đó chắc là sẽ lên trước cái clip này. Anh Bảo đang ăn. Anh Bảo anh gì ạ? Ủa sao em hỏi anh cười? Ủa em nói vậy thôi có gì cười chơi. Cho em biết đi. Lúc nào anh Bảo lên văn phòng cũng thấy anh Bảo ăn cơm đầu tiên. Thì đầu tiên anh Bảo bắt đầu ngày mới là anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Việc đầu tiên anh Bảo bắt đầu ngày mới là gì? Mọi người nhặt nhau. Nay kẹo trong mày đậm dữ trời. Mọi người biết việc đầu tiên gì anh? Việc đầu tiên của Danh khi tới văn phòng là gì không? Anh Danh đây đang làm gì hả? Sao nghe tiếng gì vậy? Tại sao anh lại vừa đi vệ sinh rồi coi video có lại? Để quay video đúng không? Anh có biết là như vậy là rất là không có tốt cho sức khỏe không? Tốt cho não à? Cái gì cũng phải tập trung làm một việc thôi chứ, là sao anh vừa đi ỉa vừa đi vừa coi video? Anh có sát tâm đúng không? Chứ anh có sở thích là vừa đi ỉa vừa coi sát tâm. Bây giờ 1 giờ rồi và vẫn chỉ có từng này con người ở trong văn phòng thôi. Có anh Bảo, anh Bảo đang làm gì anh Bảo? Em ấy. Bây giờ mình sẽ đặt đồ ăn trưa. Và như cái tiêu chí của ngày hôm nay là một ngày chỉ là dùng đồ màu hồng đen thôi. Thế là đồ ăn cũng phải là màu hồng đen. Và không biết là có đồ ăn gì màu hồng đen không trời. Cá ngừ. Cá ngừ màu hồng nhỉ. Hay là ăn sushi ta. Ô, anh Phát nè. Chúc anh Phát một buổi trưa tốt lành. Bình thường anh Phát đi làm, anh Phát sẽ làm gì đầu tiên anh Phát? Ngồi xuống ghế. Cởi nó mô hiểm ra. Mở Facebook. Đó là cách để anh vui vẻ trong công việc hả? Có năng lượng hả? Mở YouTube. Trời ơi, mở nhiều chứ không làm, em mở cái này cái kia. Ủa anh Hà đang ăn trưa kìa, anh Hà đang ăn gì vậy? Cơm tấm. Mày ăn cắt cái gì mà dài vậy? Chưa cắt đâu à. Xìa, hồng đen trong khu vực bạn đó. Mình quên mất là hôm nay mình phải quay một cái video make up cho nên là mình đã trang điểm full face. Bây giờ mình sẽ tẩy trang đi để mà make up lại. Trời ơi, khổ quá. Mình nhớ ra rồi là gần văn phòng của tụi mình có một cái Toiletur. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ vào Toiletur để mà mua bánh ngọt. Thay vì mình order ở trên mạng hơi lâu. Giờ mình rất là đói rồi. Bé tắc. Đói quá. Nói với các bạn một bí mật, đó chính là mình bị mất cái thẻ ATM rồi. Cho nên là bao lâu nay là mình toàn là nhờ mọi người rút tiền hộ. Chuyển khoản là nhờ mọi người rút tiền hộ thôi. Bây giờ mình chỉ còn 30.000. Mà văn phòng thì mọi người đâu hết rồi. Cuối nè. Mọi người nè, cho em mượn 500 ngàn. Chị đi lúc này. Làm cái gì? Tại mất thẻ đi em rồi. Suốt ngày mất. Mất có 2 lần à. Có 2 lần à. Trong 2 tháng. Trong 2 tháng liên tiếp. Ủa mặt mộc ma trời ơi. Cặp chiếc bài đẻ ra sắc lẹm. Hôm nay tao làm thử thách là một ngày chỉ dùng đồ hồng đen thôi. Giờ tao phải kiếm đồ ăn không? Đi mày. Rồi hồng đen đâu ra bên đó. Bên đó là không có chắc rồi, bên đó có bánh mì đen. Bánh mì đen. Ôi trời ơi, tao không thích ăn bánh ngọt cho nên là bây giờ tao sẽ đi ra dưới. Quỷ đâu đi? Tưởng là quỷ anh rồi. Chỉ làm đường lạc lối đi ngang qua đây thôi. Nó ăn rồi chứ nó vẫn cứ làm đường lạc lối đi theo mình. Chocotam, đen thùi lùi luôn. Nè, mày mua cái này đi, có màu hồng, sao mày ăn không có màu hồng, mày giục cái kia đi. Nè, mày có thể mua cái này, sao mày ăn hết ô liu đen, mày giục phần còn lại đi. Đúng rồi, tao có nghĩ vậy. Ừ. Hay là vô đưa thịt bò vô cho người ta nướng cho cháy đen luôn. Ừ, đúng. Trời ơi, lấy một ổ bánh mì đen. Trời ơi, ổ ăn chết.
mình mua này bánh mì đen xong mà vô siêu thị mua 100 bông một hộp. Ừ, hợp lý. Đẹp vô, cậu thông minh, cậu vừa người vừa đẹp lại vừa thông minh. Yeah. Mua cho tao cái này đi, bánh trứng. Đi theo thôi mà. Trời ơi, đi theo lời lắm á, các bạn tư vấn nhờ tao mày mới suy nghĩ được là bữa trưa của mày có cái gì. Trời ơi. Cái đồ cơ hội. Cái đó là nghề của tao. Xúc xích cũng màu hồng hết. Được cái nhỉ. Bánh kẹo màu hồng thì nhiều lắm. Đúng chuẩn. Mình biết vô. Nè, cái màu hồng nè. Nó cũng hồng hồng đó này, nó cũng không có nổi đâu. Nó cũng hơi hồng đó. Dắt thêm heo hai lát sẽ hồng. Nè, nó bò hai lát là hồng hơn. Ừ, hồng hơn á. Nè, thảo mì thảo nào bỏ xương sáo đen. Nghe thấy ghê lắm luôn á. Đèn hồng. Bình thường mày ham ăn lắm mà. Bắt ham ăn rồi. Thay đổi bản chất rồi, sẽ là người nghiêm túc hơn trong cuộc sống. Xong bỏ cái thức bát ra đũa, bỏ ra xong đi. Đây là một cái bò hai lát. Nó cũng hơi hơi hồng các bạn, hơi hơi hồng. Bây giờ mình sẽ ăn kèm với lại bánh mì đen nè. Nhìn nó nâu nâu vậy thôi, tên nó là bánh mì đen đó mọi người nhá. Bây giờ đi làm á, ăn trưa đàng hoàng lắm. Ăn trưa ngon. Không ăn trưa, không bên nào ăn trưa mà thấy nó sai sai như thế này. Các bạn nhớ subscribe cho kênh hôm nay gì đặt 5 kênh hạnh phúc chậm. Hôm nay chúng ta sẽ gọi là tủ lạnh tour, coi tủ lạnh cái tên đồ có cái gì. Và trời ơi, đây là trà sữa, phúc long, không biết ngoài trong này nữa. Trời ơi, nhiều quá trời luôn nè. Đây là trà sữa nè. Trà sữa nè. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái này gì vậy? Đây là cái len của anh. Vâng, và nếu mà các bạn có quan tâm cái len này thì có thể liên hệ Trang người trong văn phòng. Cô ơi. Gì? Bây giờ là mấy giờ vậy? 2:30. Mới rồi coi là mà mua làm béo gì cũng coi trên coi đi trên điện thoại. 2:30. 2:30. Cái gì nè? Có mấy giờ vậy cô? 2:30. Con bình thường đi làm, việc đầu tiên khi mà mày tới văn phòng mày sẽ làm gì? And phải phát chứ. Ngoài những cái việc đó mày làm gì đi, đầu tiên? Nếu mà trang điểm rồi thì ngồi, chứ em điểm thì ngồi trang điểm. Nếu mà trang điểm rồi? Ngồi. Ngồi đó thôi. Chứ làm gì nữa? Không làm gì hết, ngồi thôi hả? Ừ, sướng lắm, không làm gì chứ. Ngồi không, không làm gì chứ. Rồi. Cô ấy, tới văn phòng, việc đầu tiên của làm là gì? Tháo cái điện ra. Tháo cái điện ra. Thiệt, việc đầu tiên làm là gì? Cổ phát. Tôi mệt quá. Bây giờ là 18:51 và văn phòng vẫn còn làm việc. Đây là cái lúc mà mọi người làm việc gọi là vào nhất ấy. Và sau khi mà làm việc xong thì mọi người ở channel sẽ làm gì? Đó chính là làm gì? Đây là Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tới đăng ký xe hơi. Đăng ký xe hơi hả? Đăng ký xe hơi. À, ở cái giờ kỳ quá ha. Xe hơi mà đốt phát nó cháy bùng lên đó. Đúng không? Gì? Nói gì đi Phương Cô? Dạ cũng tăng tăng thôi ạ. Hai cái lần, hai lần mày xuất hiện trong cái clip này. Một lần là mày hỏi mọi người ăn gì. Một lần là mày... Mọi người ăn gì đi, ăn đây nè. Xìa xìa xìa. Hồng đen trong khu vực bạn đó. Sẽ rửa mặt bằng những máy rửa mặt này Oreo là mini 2 để trang thì với phần đầu để trang rồi, nhưng mà đấy thì mình sẽ sửa rửa mặt, dùng sửa rửa mặt này là của The Face Shop. Em này rất là, cũng rất là nổi tiếng rồi, chắc nhiều bạn biết rồi.
Ok, và như mình đã nói trên Instagram của mình là sẽ có một cái mini game dành cho những bạn nào yêu thích Sơn Tùng MTV, đó chính là hai cặp vé tham gia Lazada Super Show vào ngày 10 tháng 11 này. Và thể lệ thì rất đơn giản thôi, mình sẽ để đường link mua hàng những cái sản phẩm mà mình sử dụng trong video ngày hôm nay ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ cần click vào một trong những cái đường link đó, rồi sau đó chọn những sản phẩm mà các bạn muốn mua này. Bất kỳ sản phẩm gì cũng được, không nhất thiết là những sản phẩm mà mình quay video này. Sau đó các bạn mua hàng và sau đó chụp cái bill lại gửi đến fanpage của Châu Giang nè, ở dưới phần mô tả mình cũng để luôn. Đó, các bạn gửi cái bill mua hàng và sau đó gửi thêm một cái ảnh là các bạn đã like fanpage của mình nha. Và sau khoảng một tuần là thứ ba ngày 5 tháng 11 thì mình sẽ random để chọn ra hai bạn may mắn để gửi tặng hai bạn đó hai cặp vé, tức là mỗi người sẽ được một cặp vé cho hai người đi tham gia Lazada Super Show ngày 10 tháng 11. Và hy vọng là hôm đó mình sẽ gặp các bạn, vậy thì tại vì hôm đó mình sẽ đi để gặp Sơn Tùng MTV. Và hy vọng là các bạn sẽ enjoy cái mini game này và nhiều bạn tham gia, và nhớ là hãy tham gia ở fanpage nhé, tại vì nếu mà tham gia ở YouTube thì mình không thể quản lý và cũng không thể tìm ra được các bạn ấy. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ tham gia để cùng hôm đó quẩy thật là náo nhiệt với Sơn Tùng MTV. Rồi, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn lần đầu tiên xem kênh của Châu Giang nè thì nhớ subscribe cho mình nhé, để mình có động lực làm thêm nhiều video hơn. Và nếu các bạn thích video này thì nhớ like để mình cũng có động lực. Vậy thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.